Xin kính chào quý vị khán giả một tuần với nhiều sự kiện đã qua đi như thường lệ vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần chúng tôi mời quý vị khán giả cùng nhìn lại những sự kiện đang giành được sự quan tâm lớn nhất trên thế giới thông qua chương trình thế giới tuần qua của đài phát thanh và truyền hình bắc cạn Thưa quý vị khán giả, thế giới 7 ngày qua tiếp tục chứng kiến sự gia tăng chóng mặt số ca nhiễm và tử vong vì virus corona mới, COVID-19 ở khắp toàn cầu. Chỉ trong một tuần số ca mắc tăng 1 triệu người với số liệu mới nhất là hơn 10 triệu ca mắc COVID-19. Trong đó, tổng số ca tử vong trên toàn cầu đã lên tới hơn 500.000 trường hợp. Mỹ vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lên tới gần 2,6 triệu ca và số ca tử vong vượt 128.000 ca. Đứng thứ hai thế giới về số ca mắc và tử vong do COVID-19 là Brazil với hơn 1,3 triệu ca bệnh, trong đó có hơn 57.000 ca tử vong. Hai nước đứng thứ ba và thứ tư là Nga và Ấn Độ tiếp tục phát hiện số ca nhiễm bệnh trong ngày ở mức cao. Trong bối cảnh đó, giới chức y tế nhiều nước đang giao diết đào tạo đội quân y tế nhằm ứng phó với làn sóng thứ hai của dịch COVID-19. Cụ thể, châu Âu muốn thiết lập một đội quân dự bị gồm các nhân viên y tế chuyên nghiệp có thể sẵn sàng điều động tới chăm sóc cho các bệnh nhân nặng bằng việc đào tạo lại các bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ chuyên khoa tim, bác sĩ nội khoa, y tá từ các khoa khác, điều họ tới các phòng hồi sức tích cực khi cần. Bên cạnh đó, nhiều trung tâm y tế cũng đang nỗ lực tuyển dụng thêm nhiều nhân viên y tế tay nghề cao với hy vọng thu hẹp khoảng cách với lực lượng chăm sóc đặc biệt. Trước sự bùng phát của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, Liên minh chống COVID-19 do Tổ chức Y tế Thế giới WHO đứng đầu cho biết tổ chức cần tới hơn 31 tỷ đô la Mỹ trong vòng 12 tháng tới để phát triển, thử nghiệm, điều trị cũng như điều chế vaccine phòng dịch bệnh nguy hiểm này. Liên minh chống COVID-19 đã một lần nữa kêu gọi hợp tác toàn cầu để chống dịch, cho biết đến nay đã nhận được 3,4 tỷ đô la Mỹ, song vẫn còn thiếu 27,9 tỷ đô la Mỹ nữa. Trong đó hơn 13 tỷ đô la Mỹ là cần gấp, tầm chi phí 31 tỷ đô la Mỹ chưa bằng 1 phần 10 thiệt hại kinh tế toàn cầu mỗi tháng do tác động của dịch COVID-19, theo ước tính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF. Hiện WHO đang hợp tác với một liên minh lớn gồm các tổ chức phát triển và phân phối dược phẩm nhằm đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu và phát triển phương pháp điều trị chống COVID-19. Tổ chức này đặt mục tiêu sẽ có 2 tỷ liều vaccine vào cuối năm 2021, trong đó 1 tỷ liều được dành cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. Các nhà khoa học trên toàn thế giới đang trong cuộc chạy đua với thời gian nhằm tìm ra phương pháp hiệu quả bảo vệ con người trước dịch bệnh, hy vọng với sự nỗ lực của toàn cầu, ác mộng Covid-19 sẽ sớm bị đẩy lùi. Một sự kiện được dư luận quốc tế quan tâm đó là căng thẳng giữa Ấn Độ và Trung Quốc sau cuộc đụng độ giữa lực lượng vũ trang hai nước tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy núi Himalaya có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuần qua, các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã nhóm họp để thảo luận các biện pháp giảm căng thẳng ở khu vực biên giới giữa hai nước ở Himalaya. Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết các chỉ huy của hai nước đã gặp nhau ở khu vực Mondo, ở phía danh giới kiểm soát thực tế do Trung Quốc kiểm soát. Cuộc gặp kéo dài vài giờ đồng hồ, trong đó Ấn Độ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc rút quân về lại khu vực họ từng đóng quân hồi tháng 4 vừa qua. Trong các vòng đàm phán giữa hai bên trước đó, phía Trung Quốc yêu cầu Ấn Độ dừng mọi hoạt động xây dựng mà Bắc Kinh tuyên bố là lãnh thổ của Trung Quốc. Tín hiệu tích cực hơn đó là trong tuần qua Trung Quốc thông báo nước này và Ấn Độ đã nhất trí tiến hành các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới. Theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc, chỉ huy quân đội hai nước đã trao đổi thẳng thắn và sâu sắc về quan điểm liên quan đến vấn đề biên giới hiện nay, nhất trí tiến hành những biện pháp cần thiết để hạ nhiệt tình hình tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc liên quan đến nhiều khu vực trên một đường biên giới dài gần 3.500 cây số dọc theo dãy Hy Mã Lạp Sơn không có gì mới mà đã xuất hiện từ cách đây 8 thập niên, từng làm dấy lên một cuộc chiến tranh giữa hai nước vào năm 1962. Từ đó đến nay, vấn đề phân định biên giới trên bộ Ấn Trung vẫn chưa được giải quyết dứt khoát cho dù giữa hai bên đã có hơn 20 vòng đàm phán, mặc dù vậy những tín hiệu hạ nhiệt trên cho thấy New Delhi và Bắc Kinh cũng đang từng bước nỗ lực ngoại giao trong giải quyết mâu thuẫn không để xảy ra chiến tranh. vấn đề Hàn Quốc và Triều Tiên cũng là thông tin được truyền thông thế giới quan tâm hàng đầu trong tuần qua. Sau vụ việc thả tờ rơi có nội dung chống Triều Tiên của Hàn Quốc, Triều Tiên đã thực hiện việc lắp đặt khoảng 20 loa phóng thanh dọc theo đường biên giới với Hàn Quốc để phục vụ hoạt động tuyên truyền đáp trả. Theo nguồn tin quân sự Triều Tiên, các loa phóng thanh được lắp đặt ở bên trong khu phi quân sự Liên Triều và đã được tiến hành từ hôm 21 tháng 6. Khoảng một nửa trong số này trước đó từng được Bình Nhưỡng dỡ bỏ theo thỏa thuận năm 2018 với Seoul. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã quyết định sẽ dừng các kế hoạch quân sự nhằm vào Hàn Quốc. Ngay sau đó, Bình Nhưỡng đã dỡ bỏ các loa phóng thanh tại khu vực biên giới hai miền. Theo KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã đưa ra chỉ đạo trên khi chủ trì cuộc họp trực tuyến của quân ủy trung ương thuộc Đảng Lao động Triều Tiên. Các nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, ngay sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra chỉ thị, khoảng 10 loa phóng thanh mới được lắp đặt lại dọc khu vực biên giới với Hàn Quốc đã được tháo dỡ. Động thái mới nhất để hạ nhiệt căng thẳng liên triều đó là nhân kỷ niệm 70 năm nổ ra chiến tranh liên triều 1950-1953. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã kêu gọi Bình Nhưỡng cùng Seoul chính thức chấm dứt cuộc chiến này bằng đàm phán hòa bình. Tổng thống Hàn Quốc nêu rõ cuộc chiến kéo dài 3 năm nêu trên mới chấm dứt bằng một thỏa thuận đến chiến, chứ không phải là hiệp ước hòa bình. Do đó, hai miền Triều Tiên về mặt kỹ thuật vẫn ở tình trạng chiến tranh và liên tiếp đối mặt với những căng thẳng quân sự. Ông bày tỏ hy vọng rằng Triều Tiên sẽ bắt đầu chấm dứt cuộc chiến đau thương nhất trong lịch sử thế giới. Ông Moon Jae-in một lần nữa khẳng định Hàn Quốc không có ý định áp chế độ của mình đối với quốc gia láng giềng, cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hòa bình trước tiên. Một lần nữa, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên lại đứng trước những thách thức mới, khó lường. Những căng thẳng này lại cho thấy các cuộc đàm phán giữa hai bên tiếp tục trở nên khó khăn hơn. Tuần qua, hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 chính thức được khai mạc. Đây là hội nghị cấp cao chính thức đầu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam và được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ, hội nghị cấp cao ASEAN được tổ chức trực tuyến. Điều này phản ánh thực tế về nhiều phương thức vận hành công việc đang buộc phải thay đổi, không chỉ do phát triển của khoa học công nghệ mà còn do thách thức chưa từng có, dịch COVID-19 trên toàn cầu. Sự bùng phát của dịch bệnh càng thổi bùng thêm những thách thức vốn tiềm ẩn trong môi trường chính trị, kinh tế xã hội của thế giới và mỗi khu vực. Các thể chế đa phương và quy định của luật pháp quốc tế chịu nhiều thách thức nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, các nước đều phải đề cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Vai trò và sứ mệnh của các nước lớn, các tổ chức đa phương và khu vực càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chủ đề gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN 2020 được triển khai trong bối cảnh môi trường khu vực và quốc tế đầy biến động. Kết thúc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 diễn ra dưới sự chủ trì của Việt Nam trên cương vị nước chủ tịch, qua hình thức trực tuyến, lãnh đạo nhiều quốc gia thành viên đã đánh giá cao kết quả của hội nghị lần này. Đặc biệt hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 được truyền thông châu Âu quan tâm Báo Young Well, Thế giới trẻ của Đức đưa tin Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng hội nghị là cơ hội để tái khẳng định tình đoàn kết, ý chí chính trị và quyết tâm của các quốc gia thành viên ASEAN vượt lên khó khăn thách thức, vững vàng tiến về phía trước. Trong khi đó, trang tin Sandburger Nachrichten, tin tức Sanbơ của Áo, cũng thông tin về việc tổ chức hội nghị cấp cao ASEAN. Bài báo dẫn thông tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam đề cập ba trọng tâm của hội nghị, gồm ứng phó với đại dịch Covid-19, căng thẳng địa chính trị và nâng cao các quyền cho phụ nữ. Sau hơn một tháng phải trì hoãn do đại dịch Covid-19, đúng 10 giờ sáng ngày 24 tháng 6, Nga đã tổ chức lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh nước Nga vẫn đang chịu tác động của đại dịch Covid-19 và quan hệ với phương Tây chưa được cải thiện. Cuộc duyệt binh trên Quảng trường Đỏ năm nay có sự tham gia của 14.000 người cùng nhiều loại vũ khí trang thiết bị khác nhau. Phát biểu tại lễ duyệt binh, Tổng thống Nga Vladimir Putin tái khẳng định vai trò của quân đội Liên Xô trong cuộc chiến chống phát xít cũng như những đau thương mất mát mà nhân dân Liên Xô đã phải gánh chịu trong cuộc chiến này. Bên cạnh đó, ông Putin nhấn mạnh Nga luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác Lễ duyệt binh tại Nga năm nay diễn ra muộn hơn so với lịch mùng 9 tháng 5 hàng năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Dù được chính quyền khuyến nghị nên ở nhà theo dõi qua truyền hình, song đông đảo người dân Nga vẫn rất háo hức với sự kiện trọng đại này. Chương trình Thế giới tuần qua của Đài Phát Thanh và truyền hình Bắc Cạn đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này tuần sau.